Thi, vô đi em. Về rồi, về tới nhà rồi em. Cái gì ông nội, cái gì vậy? Mày coi. Đi nghe. Ừ. Mới tập cày mà thử thôi là đã tập lâu quá mấy chục năm rồi trời. Thôi vô đi cha. Qua. Vô đi, vô cái này rồi đi tiểu rồi sao? Rồi cầm tay sao? Hả? Rồi đi tiểu rồi cái tay sao? Cầm sao? Cũng gì hả? Cầm sao được? Gì hả? Rồi hello anh em, nó quay trở lại với kênh của Minh Maker ha. Anh này dắt mấy BD nhà mình cho nó đi tập gym nè, để nó có sức lực cường tráng, để dắt mô tô cho anh em á anh em. Nè coi nè. Đó, đó ba mẹ tụi nó gửi lên mình để tập làm người á, chứ ở nhà ở quê tụi nó quậy phá đó. Cho ba mẹ gửi lên tập người thì thay vì tối á đi chơi bậy bạ, hút thuốc, hút cần cả xa gì đó thì á thấy không? Anh em đăng ký cho nó tập gym nè. Một vài vé như vậy á là hình như là một tháng là rồi. Tháng là nhiêu quên rồi, tháng triệu mấy á, mình đăng ký cho tụi nó 1 năm luôn mà chắc nó tập được mấy ngày quá. Sao nói vài câu trước khi đi tập gym đi. Cảm thấy bỡ ngỡ quá lần đầu đi một tập gym. Coi tập gym mặc đồ à. Tập gym mặc đồ kì ấy, phải mặc quần đùi, quần đùi giống đây nè, đúng không? Chưa có tiền đầu tư thôi. Đâu coi Hưng mặc đồ ơi. Máy này tập gym mà giống như đi đâu vậy trời. Rồi mặc đồ ơi. Tưởng ca sĩ. Tưởng ca sĩ. Ca sĩ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tới phòng gym để mình coi tụi nó tập sao nha anh em. Ok anh em, bye bye anh em. Sao đi tướng lại thì tập gym mà. Rồi đi tướng vậy hả? Đúng rồi, tập gym mà. Cái con chuột em nó bự như con gián vậy đó thi. Rồi ghê. Tập vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi. Ghê vậy. Rồi bỏ tạ ra đi tướng xong. Rồi, lực sĩ ba sườn lòi. Rồi. Đi đâu ta? Rồi. Ồ Hưng. Hưng. Tập gym mày làm gì vậy? Hả? Tập gym hả? Mình đi tập gym mà. Tập gym dậy dậy. Ủa, dậy cha ơi. Dậy dậy dậy. Đã quên. Tập gym đi, rồi vô máy tập coi. Tập. Thôi, mày đi tập gym mày vô ngủ máy lạnh rồi mày ngủ hả? Ồ, nhìn mặt buồn ngủ vậy cứt. Hiện cái thi. Thể hiện đi. Thể hiện đi. Không, ra vợ Lý Tiểu Long coi. Đứng cái nào mà vợ Lý Tiểu Long. Đi. Đi. Mày múa Lý Tiểu Long như mấy bữa. Múa đi. Múa đi. Cười. Rồi thấy. Võ kỳ đấy. Đeo boxing vô đánh lộn kìa. Đeo boxing vô đánh lộn kìa. Nè, tập gym hay đi tấu hài em? Không, lên biểu diễn này được cho anh em mỗi lần mắt thôi. Đại gì hả? Lên biểu diễn này được rồi. Đây không? Chẳng phải tập gym dữ gì kỳ vậy. Mày tập gì kiểu gì kỳ hả? Tập dữ gì? Cái tập gì kỳ vậy? Hả? Hưng? Đâu mày nhúng rồi? Mày tập gì lũng tạ tao? Cái này là chấm 10 tuổi 18 cộng á. Tập là anh em tập cái gì nè? tập gym á là tập phải nhẹ nhàng, chứ tập gym mà lên cơ là nó bình thường rồi. Tập mà nó xuống cơ là nó ghê. Nó ghê cơ. Mình phải nhịp nhàng đúng không? Mà tập. Tập á đâu em, hồi nãy em đi tướng sao? Em đi tướng gì đúng không? Anh tập gym anh từ đi tướng gì qua tướng gì?
về với giới tính thật đi Minh. Bye bye anh em nha. Thôi anh em mình sẽ về nghỉ ngơi để giữ sức để ngày mai còn làm xe cho anh em nữa. Đó, giờ dắt mấy đứa em đi tập bữa nay là vui rồi, vừa là vui rồi. Nói chung tập rất là nhiều nhưng mà nãy quay không được tại vì bởi vì mở nhạc to quá, quay nó bị dính cái bản quyền đó đúng không? Dính bản quyền không được. Rồi giờ anh em tụi mình về. Về đi Nam, tao đóng cửa rồi, 9 giờ rưỡi rồi em. Nó không rồi. Chờ đuổi hả? Để. Mọi người ơi đuổi này về mọi người ơi. 9 giờ rưỡi rồi cho người ta nghỉ ngơi đi Nam. Rồi, được rồi. Đăng ký tập giống em là người ta lỗ vốn sao em? Tập gì đâu từ sáng giờ tới 9 rưỡi giờ chưa về. Về. Năn nỉ luôn á, về đi. Để mang tiếng chết, về. Dạ. Thấy không, về đó. Bài này dễ ôm, bài này có đâu khó, nghe em hỏi bài này cặp cao. Rồi, 2, giờ anh đếm 2, 3, em chui quá. Hiểu không à? Các bác thử thách chui á. Nè, chui vô cái lỗ à. Đó, chui vô. Rồi. Chui quá, vậy thôi. Chui quá luôn. Đó. Bài này dễ mà em biết phải chua qua gì nói. Hiểu không? Bài này là tập làm cuốn con. Bài tập làm cuốn con. Quá gì thôi. Đó. Đơn giản mà. Hiểu không? Tao chua lại coi. Ủa thi. Vô đi em. Về rồi, về tới nhà rồi em. Cái gì không nội? Cái gì vậy? Đi, mày đi coi. Đi nghe. Ừ. Trời ơi, mấy này mới tập ngày mà tưởng đâu là nó tập đâu quá mấy chục năm rồi trời. Thôi vô đi cha. Quá. Vô đi, vô cái này vô đi tiểu rồi sao? Rồi cầm tay sao? Hả? Bây giờ phải đi ngang như này. Rồi mày đi tiểu rồi cái tay sao? Cầm sao? Cũng gì hả? Cầm sao được? Gì hả? Cầm sao? Rồi chi đâu? Chi vô đi. Rồi thằng này mới đê hay sao vậy? Đi cái tướng thằng nào đập game không đi cái tướng kì vậy? Đi đàng hoàng thôi, trời ơi. Má tập game bị tật hả mấy cha? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Cha đi tập game mà đi đổi tướng luôn, bị chẹo rồi. Rồi giờ mày dắt chiếc xe sao đâu mày ra thử dắt chiếc xe cho anh em coi coi. Rồi dắt chiếc Z650 nè. Dắt đi. Nhìn nè. Rồi dắt sao? Bây giờ tưởng được kỹ nào dắt? Sao? Tưởng ngược. Rồi sao? Trời ơi, ngá con chuột, em như con chuột nhắt luôn trời ơi, nội ơi. Quá bự luôn. Coi kia đi coi. Chơi kia.